Bản tin sáng ngày 25 tháng 12 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày 24 tháng 12 có thêm 549 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi đến nay là 19.905 người. Hiện còn 6.422 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 1.961 bệnh nhân được điều trị tại nhà, còn lại là tại các cơ sở y tế. Cũng trong ngày hôm qua, ghi nhận thêm 3 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do Covid-19 đến nay lên 217 người. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 612 ca nhiễm mới, tăng 105 ca so với ngày trước. Trong đó có 385 ca trong cộng đồng, tăng 94 ca. Nhiều nhất là tại thành phố Bạc Liêu, ghi nhận 150 ca. Trong đó phường 1 có 34 ca, phường 7 có 34 ca, phường nhà mát có 17 ca, phường 3 có 16 ca, phường 5 có 13 ca, phường 2 có 12 ca, phường 8 có 7 ca, xã Dĩnh Trạch có 7 ca, xã Hiệp Thành có 2 ca, và 8 ca có địa chỉ tại Quyền Vĩnh Lợi. Quyền Đông Hải ghi nhận 55 ca. Quyện Vĩnh Lợi ghi nhận 40 ca, nhiều nhất là tại xã Hưng Hội 13 ca. Quyện Hòa Bình ghi nhận 36 ca, thị xã Giá Rai ghi nhận 22 ca, quyện Hồng Dân ghi nhận 20 ca, 6 ca ghi nhận tại huyện Phước Long, 56 ca ghi nhận tại khu sàng lọc các bệnh viện, 124 ca ghi nhận tại các khu điểm cách ly, 7 ca ghi nhận tại các khu cách ly phong tỏa, 6 ca về từ các tỉnh thành khác. Trong 612 ca trên, có 131 ca dưới 18 tuổi.